không còn con sông nước dân tràn lên bãi bồi. Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngói lên giữa ngọn triều dân, sớm làng chìm trong tang thương những nỗi đau này. Ôi ôi con đỉ mẹ mày hả, trưa nắng mày nằm mày sẵn lồn hả con đỉ tự đậu, mày ghen lê ra mày ghen cái gì vậy? Đụng má làm gì thằng chó đẻ, đụng mày quýnh mày hu sạch cặt chuyện kiếm chuyện tao hả? Đụng má tao quánh mày đúng không, trưa nắng không ngủ mày nằm đây mày ghen, đụng má mày ghen kính bạn hả, không cho ai ngủ ngơi hay vậy? Ghen con đỉ mẹ mày chứ ghen, mày không phân biệt được ghen với hét là hai cái khác nhau hả? Mặt lộn đụng má cũng cái mỏ lộn mày á, tao mới tà hua tàn mạc lụng bại á, đi tới đâu là hua tới đó hả? Mày đụng mày nằm trên võng mày định cái lộn đó, mày đi ngủ đi, nắng trời nắng chen chen tao về đụng nhức ốc còn mặt lộn mày ghen nữa, đụng má tao muốn té như mày bập tay nữa đó nè. Đụ má bữa hổm tao đi theo mày, mày nói cái tao xui cái dông tao nặng mày thua, bữa nay tao ở nhà cho mày đi xào chẻ mày cũng về mày đổ thừa tao lần sao hả? Mày giống chó quá trời đi á. Chó con đỉ mẹ mày, tao đang cầm đôi dép đó, mày nói tiếng nữa tao cũng mang đôi dép cuốn vô bán họng chết mẹ mày. Đụ má thử coi, tao nhịn mày dữ lắm rồi nha, tao đâm mày chết con đỉ mẹ mày à. Mày hử, mày hử tao coi ơi, mày hử, đâm thử đâm tao coi ơi. Đụ mẹ, đụ má, cái đụ má nữa. Đủ má, tao không giỡn mày nữa đâu, tao giờ tao vô ăn cơm cho sướng cặt cái coi. Cái lòng má dứt tàn dứt trời. Chứ bản mặt lồn mày đó giờ có đẹp đâu. Đỡ hơn cái mặt lồn của mày, mày lấy ra cái thao đi rồi mày soi lại cái bản mặt lồn của mày đẹp hay xấu. Mày đừng có nói tao. Giờ tao quay TikTok tao nhảy cho sướng lồn cái coi. Ê, cho tao quay TikTok sướng cặt bữa coi. Ủa? Điện thoại mày đâu? Sao mày không quay nói đạo lý tiếp đi? Đụ mẹ thu bài bán em bữa mùng 3 rồi, mày còn hỏi cách cớ nữa. Đụ má tao cốc tao chết mẹ mày quá. Đụ má gì khỏi quay chung mày, mặt lồn. Thôi mày ơi, cho tao muốn quay chung với mày ơi. Vô mày, tao nhảy với tao không có nói đạo lý với mày đâu nha. Tao biết rồi con đĩ lồn ơi. Đủ má cái mặt mày một gần 100 cái áp trên mặt mày kìa. Vậy mày đừng có sống ảo nữa mày ơi. Ai cũng nói vô mày đẹp, đẹp như con đỉ hạp bá, đẹp. Mày đi ra cho tao nha. Đủ mẹ chắc tao cần quay mày nữa con đỉ lồn thúi ơi. Biến đi mày. Ừ. Giọng thứ ấm khí gì đâu không. Để tao quay một mình. Đậu má tao muốn đập mày một cái cho mày chết con đỉ mẹ mày ở đó luôn chứ. Đó mày nhảy đi con. Đậu má không để đập luôn chứ. Rồi hiểu luôn rồi đó. Bà cũng sặc lộn chứ còn quần què gì nữa. Đụng mẹ mày chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi. Mày đi kiếm cho tao cây nhiếc coi má. Thôi bà đập mẹ đi bà ơi, tôi thấy bà móc tôi mất mệt á, bây giờ đập đi, còn nhiêu chơi nhiêu, một ăn hai thua. Ôi đụng mẹ mày hay quá ha, chơi hết cho đói hay gì, phải chừa lại thủ trong nhà ăn chứ, có móc vài trăm hả? Tôi kêu bà kiếm cây nhiếp. Tôi nói bà nghe nè, còn thở là còn gỡ. Vậy vậy, bà lại đây trong thơ bà coi cái cảnh tượng này vui lắm nè, bà cười ghẻ luôn. Kìa coi kìa, hôm trước bà chửi tao mày á,
Bây giờ bà thua sạch cái lồn của bà rồi, giờ đâu bây giờ bà ngồi bà móc ống heo kìa, mày thấy không? Mẹ móc ống heo hả mẹ? Đúng là nè, tôi nói mày nghe, đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười lại. Mày cười kệ đỉ mẹ mày. Hồi bữa tao chửi mày là cái vụ chưa gì chứ mày lấy tiền mày đi chơi thua sạch hết trơn. Con này qua mùng rồi. Tao xui thì tao chịu. Đụng mẹ năm nay 5 tuổi nữa. Đỉ quệ mày lấy người ta cái nhiếp coi. Dạ để con đi lấy. Tôi đặt bà tên 5 tuổi à. Năm nay năm con cọp, bà tuổi con ngựa. Mà bà nói năm tuổi của bà hôi ghét bà sản hay gì vậy? Sản đỉ mẹ mày chứ sản tao vố vô mỏ lồn mày giờ, thằng mất dạy. Đụng mẹ mày con cọp nó cũng đâu có hợp với ngựa. Con cọp nó săn là nó săn ngựa mà. Mày có coi thế giới động vật không? Nó dí con ngựa đụng mẹ nó ăn thịt. Đụng mẹ mày bởi mày chửi cho mày sáng dạ ra để mày với con quệ mặt ngu. Thôi vậy, bà hô bà đó có đủ lý do hết trơn vậy. Tôi té tôi hô cái bà chửi tên đầu cha tôi chửi xuống không à bởi. Nghe nhiếp mày mẹ. Chứ mày ông nội tao gì tao không dám chửi mày. Đụng mẹ mày thua là do mày ngu, tao thua là do tao xui. Đúng rồi đó. Mày nghe mày hùa không? Rủ má tao đá giật giái mày giờ à. Mày hùa chó hùa hả? Dùng cái thứ xu hướng. Không cặt. Sao tao mệt than bay qua tối ngày như mèo với chuột nha. Cái quần què gì mà lớn dạ đầu như nít gì trời. Nói chơi để nghiêm túc lại nè. Tao cũng nghiêm túc. Trời ơi đủ mẹ 200 được rồi. Mất mệt quá ra mồ ra mồ hôi luôn á trời. Rồi chia tôi 100 đi. Chia con 50 với mẹ. Ôi vậy sao nè. Còn mấy cọng lông lồn nè. Hai bay xứng lại bức đi. Nhỏ đi nè. Đủ mẹ em mà quên. Ngày qua tao mới cạo lông lồn hàng chí xui. Đủ má Tết đi cạo lông lồn. Không biết tao bị gì. Ôi trời. Má dơ. Làm như tao bức tao đưa vô họng mày vậy dơ. Tao cho mày ăn hay gì. Nghĩ là bá chắc mày không cạo. Giết như cái gừng U Minh luôn quá. Hai tháng con mới cạo một lần. Là giờ bà đi đánh bài ấy hả? Đánh quần què, còn nhiều tiền nữa đâu đánh. Đánh rồi không khi đủ vô ăn hay gì. Tao nói gì thôi chứ tao móc ống heo, đừng tao mua gạo với lại mua nước mắm, nước tương, đồ ăn về nấu cơm, làm đồ ăn, ăn. Nhiều đó là đủ rồi, Tết, mùng nay là mùng 5 rồi đó, là hết Tết rồi đó. Giờ là lo tập trung làm kiếm tiền đó. Không có chơi bời nữa, chơi nhiều đó đủ rồi. Tụi mẹ dịch bệnh làm ăn khó khăn, không lo kiếm tiền, cạp đất rồi ăn à. Thôi vậy thôi, mai tôi đi chạy xe ôm luôn. Mai con cũng đem đồ ra chợ bán luôn mẹ ơi. Ngày mai mùng 6 tốt ngày nè. Thầy Trương. Ừ. Chơi thì có thi, có thị, có dịp như Tết, lễ đồ đó. Ai không cho bay chơi. Còn mấy ngày thường lo cài kiếm tiền, động thủ. Còn con Hà Bá này đủ mẹ đi chơi bớt cái tính sân si đố kỵ lại đi. Thấy người ta hơn mình cái nhảy đông đỏng lên. Đủ mẹ muốn hơn người ta phải kiếm tiền giỏi hơn người ta. Cái tính đố kỵ sân si của mày, cái tính mà nói xấu sau lưng, cái tính của mày kỳ lắm. Thấy người ta đeo cộng dây chuyền bự cũng cần cẩn lên là sao, dây chuyền tôi không bằng người ta. Đủ mẹ gán làm kiếm tiền đi. Cái tính đó ha là không bao giờ mà hơn người ta được, chỉ mãi sau lưng người ta thôi. Sửa cái tánh đó, còn thằng quỷ này đủ mẹ bớt ăn nhậu lại, bớt đi đá gà lại. Có ngày công an nó dí mày đủ má, mày chết con đỉ mày, mày còn mày báo. Cô hồn các đảng. Biết rồi bà ơi. Ngày nay tôi chơi ngày cuối nè. Anh cho em đi theo với. Trang web trực tuyến 911win.com, nhà cái uy tín lâu năm, cung cấp các cược trực tuyến hàng đầu và có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành giải trí trực tuyến. Đặc biệt 911win có những hội nhóm chuyên gia soi kèo, đọc lệnh giúp anh em nâng cao tỷ lệ chiến thắng. Trang 911win nạp rút tiền nhanh tỷ lệ 1-1, liên kết tất cả các ngân hàng ở Việt Nam, mức khoản trả cược lên tới 0.8%, cao nhất trong thị trường casino trực tuyến hiện nay. Khuyến mãi cho lần nạp đầu tiên, chia sẻ giới thiệu người mới để nhận hoa hồng hàng tuần, tạo thu nhập ổn định và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác cho thành viên mới. Tập đoàn giải trí trực tuyến 911win an toàn, công bằng và uy tín.